Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Và hôm nay thì bên em vừa về một chiếc Toyota Corolla Cross màu xám Titan, màu hoàn toàn mới của Toyota. Và em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán đến hiện tại của các phiên bản xe Toyota Corolla Cross. Thì đầu tiên là trước mắt chúng ta đây, phiên bản 1.8V có giá niêm yết là 820 triệu. Vào thời điểm hiện tại thì bên em đang khuyến mại cho chiếc xe Toyota Corolla Cross này một gói phụ kiện rất là đầy đủ: phim cách nhiệt, trải sàn da, cam hành trình, sơn gầm, rồi bọc vô lăng với dán nước hoa, rất là đầy đủ. Và tính ra giá lăn bánh cho anh chị ở thời điểm hiện tại thuế 10% là 908 triệu là lăn bánh, đã bao gồm đầy đủ phụ kiện rồi. Nếu anh chị quan tâm đến trả góp thì vui lòng chuẩn bị trước giúp em số tiền là 263 triệu. Và phiên bản thứ hai là phiên bản xăng la điện hybrid thì có giá niêm yết là 905 triệu. Thì bên em đang giảm là đang tính ra lăn bánh cho anh chị là 1.002 triệu là lăn bánh, và trả góp thì anh chị chuẩn bị trước giúp em số tiền là 290 triệu. Nếu mà để soi kỹ hơn một chút thì em sẽ đi một vòng mà đi gần hơn đến xe để anh chị nhìn cái màu sơn này của xe nhá. Thì bên kia phía bên này thì bên em đang có một chiếc là màu bạc, xám xanh ấy, thì nó là cái màu có từ phiên bản trước rồi, nhưng tuy nhiên là để anh chị có thể so sánh và phân biệt rõ ràng hơn thì em sẽ nhìn cho anh chị xem. Đây là màu xám xanh này đó, còn em sẽ quay kỹ càng hơn về cái màu mới, cũng như giới thiệu qua về cái chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 2024 này. Thì anh chị cũng nắm được là cái phần mặt ca lăng đã thay đổi, là theo dạng tổ ong theo ngôn ngữ của Lexus RX 350 đó. Còn đây là cái màu xám bạc, xám Titan hot trend năm nay, chứ không phải là màu xám xanh như cái chiếc em vừa quay kia. Cụm đèn cũng đã thay đổi, cụm đèn thay đổi về cái cụm xi nhan bên trên này để thiết kế lại trông khỏe khoắn và thể thao hơn rất nhiều. Còn ở phần nóc xe thì sẽ được trang bị là kính trần toàn cảnh cho cả phiên bản. Anh chỉ lưu ý giúp em đó là kính trần toàn cảnh thì sẽ không mở ra được, mình chỉ mở ra để lấy sáng được thôi. Phần thân xe thì vẫn vậy anh chị ạ. Đó. Còn một cái thay đổi nữa là phần nội thất của xe ấy, thì sẽ được là có một cái màu nội thất đỏ mới. Chiếc này thì là nội thất màu trắng, màu đen. Thì cái màu đỏ mới của xe sẽ là màu đỏ tươi hơn, nhưng mà sẽ là phối kiểu đen pha với đỏ, chứ không phải là màu đỏ bã trầu như ngày xưa là thuần đỏ, thì trông nó sẽ thể thao cũng như là trẻ trung hơn rất là nhiều. Thì vừa rồi thì em đã giới thiệu qua và báo giá nhanh cho anh chị về chiếc xe Toyota Corolla Cross màu bạc và các phiên bản khác. Thì anh chị cần em tư vấn thêm về các vấn đề khác về xe thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.